Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một con tàu khổng lồ mới với kỳ vọng trở thành trụ cột của quân đội Hoa Kỳ bắt đầu cuộc thử nghiệm đầu tiên. Nhưng điều khiến con tàu này khác biệt so với những chiếc khác cùng loại đó là sự tích hợp của vũ khí laser tiên tiến được phát triển bởi những bộ óc kỹ thuật giỏi nhất trên thế giới. Những gì họ có thể đạt được sẽ gây ấn tượng với cả những chuyên gia quân sự khó tính nhất. Ngoài ra, con tàu mới này hiện được coi là con tàu nặng nhất, mạnh nhất và có công nghệ tiên tiến nhất thuộc loại này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Quý vị hãy cùng Lê Minh khám phá nó ngay bây giờ. Được thiết kế để trở thành kẻ thống trị bất kỳ vùng nước nào, không có chướng ngại nào có thể cản đường nó. Sức mạnh của nó khiến đồng minh phải tôn trọng, đồng thời danh tiếng của nó gieo rắc nỗi sợ hãi vào trái tim của kẻ thù. Chúng ta đang nói về hàng không mẫu hạm Gerald Ford, tàu chiến trang bị laser đắt nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Con tàu này không được chế tạo để khơi mào các cuộc tấn công. Thực tế, mục đích chính của nó là bảo vệ. Nhưng chính xác thì Hoa Kỳ đang tự bảo vệ mình trước ai? Trong khi họ đã sở hữu những vũ khí tối tân nhất trên hành tinh nhỉ? Liệu có một đối thủ nào đủ táo bạo để đứng lên chống lại nước Mỹ hay không? Câu trả lời xem ra khá đơn giản, đó là Trung Quốc. Sức mạnh của quốc gia này đang tăng lên nhanh chóng. Họ đang phát triển máy bay thế hệ thứ 5 mang theo bom hạt nhân có khả năng đạt tốc độ lên đến gần 2.500 cây số trên giờ. Trung Quốc cũng sở hữu các tàu mặt nước và tàu ngầm tiên tiến, có thể hoạt động ở chế độ lái tự động và được trang bị một số tên lửa nhanh nhất từng được tạo ra. Không chỉ vậy, họ thậm chí còn có quân đội không gian với các vệ tinh được định vị ở độ cao 380 km của riêng mình. Các vệ tinh này có khả năng phá vỡ các hệ thống phòng thủ bờ biển và gây nhiễu các hệ thống cảnh báo. Gần đây, sự nghi ngờ lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại. Áp lực gia tăng đã thôi thúc Mỹ bước một bước táo bạo bằng cách phân bổ khoản tiền khổng lồ 13 tỷ USD để phát triển một thế hệ tàu sân bay laser mới. Đó là động thái có mục đích thể hiện ưu thế cũng như ngăn chặn đối thủ số 1 của họ. Và thật đáng kinh ngạc, cho đến nay, nó đã đạt hiệu quả 100%. Đại úy John Mayer, chỉ huy trưởng của Gerald Ford đã phải thừa nhận, con tàu rất khác so với bất kỳ thứ nào khác mà chúng tôi đã từng trải nghiệm. Tất cả thủy thủ đều cảm thấy điều đó. Bạn biết đấy, cho dù trước đây bạn đã từng ở trên bao nhiêu tàu sân bay, thì bạn cũng như chưa bao giờ có cảm giác ở trên một tàu sân bay lớp 4. USS Gerald Ford đại diện cho một kỷ nguyên mới trong việc phát triển tàu sân bay và không thể tranh cãi rằng đây là soái hạm mới của Hải quân Hoa Kỳ. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2005 khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trao hợp đồng bắt đầu phát triển một lớp tàu sân bay mới. Chịu trách nhiệm là Huntington Ingalls Industries, nhà sản xuất độc quyền tàu hạt nhân tại Hoa Kỳ. Việc chế tạo tàu sân bay khởi công vào năm 2006, bắt đầu với thân tàu và sau đó là lắp đặt các hệ thống và thiết bị khác nhau. Quá trình tỉ mỉ này kéo dài tổng cộng 7 năm, kết thúc chế tạo là lúc ra mắt tàu sân bay vào năm 2013, sau đó là thử nghiệm và điều chỉnh trên diện rộng. Năm 2017, USS Gerald Ford chính thức được đưa vào biên chế của Hải quân Mỹ, đảm nhận những vai trò chủ động trong hạm đội. Những cải tiến đáng chú ý bao gồm một hệ thống truyền động điện mới và tích hợp các hệ thống tự động, giúp giảm đáng kể quy mô thủy thủ đoàn. Các nhà phát triển này đã thực hiện một số cải tiến đối với khả năng phóng máy bay và cũng tăng số lượng thang máy. Tuy nhiên, sự bổ sung đáng chú ý nhất tất nhiên là vũ khí laser. Lockheed Martin đã tập hợp một nhóm kỹ sư chuyên về công nghệ laser từ khắp nơi trên thế giới ở trong một hội nghị kín. Bằng cách kết hợp kiến thức chuyên môn của những bộ óc lỗi lạc này với công nghệ tiên tiến của công ty, họ đã tạo thành công một hệ thống laser cực kỳ mạnh mẽ được gọi là LOS-2. LOS-2 là một hệ thống năng lượng định hướng bằng laser tự động với nhiều chế độ hoạt động. Thông qua sự sắp xếp chiến lược của các thấu kính và đặc tính độc đáo của laser, phạm vi của nó đã được mở rộng gấp 3 lần so với phiên bản trước. Ở chế độ bình thường, tia laser hoạt động ở công suất 200 kW, vô hiệu hóa hiệu quả các thiết bị điện tử và tên lửa của đối phương cách xa tới gần 10 km. Nó tạo ra mối đe dọa cho máy bay chiến đấu, đạn, tên lửa dẫn đường và tàu địch. Tuy nhiên, để đảm bảo khả năng bảo vệ tuyệt đối, nó có chế độ hoạt động thứ hai với công suất 400 kW
cho phép nó giao chiến với máy bay ném bom và tàu hộ vệ của đối phương từ phạm vi gần 21 km. Phạm vi hoạt động nổi bật này làm cho LOS 2 trở thành một trong những hệ thống laser quân sự đáng gờm nhất thế giới. Vì được cung cấp năng lượng từ các lò phản ứng hạt nhân của tàu sân bay, nên nó cũng sở hữu một nguồn cung cấp năng lượng dồi dào và gần như là vô tận. Ngoài hệ thống laser, Garand 4 còn được trang bị ngư lôi tốc độ cao, thủy lôi dưới nước và hệ thống phòng không súng máy. Các hệ thống này hoạt động song song với tia laser, mang lại khả năng phòng thủ liên tục và suốt ngày đêm. Hơn nữa, con tàu đang được thử nghiệm để có thêm một lớp bảo vệ, đó là khả năng tàng hình. Với kinh nghiệm dài một thập niên về công nghệ tàng hình xuất phát từ máy bay, công ty công nghệ sinh học Hypersteel đã phát triển một lớp phủ hấp thụ được thiết kế đặc biệt cho tàu. Một lớp vỏ phản chiếu được tạo ra bằng cách sử dụng một siêu vật liệu được chế tạo đặc biệt có khả năng điều khiển hướng và tốc độ của sóng radar đi qua các con tàu. Công nghệ tiên tiến này làm cho ký hiệu radar của con tàu trông giống như của một chiếc thuyền đánh cá hoặc làm cho nó hoàn toàn vô hình. Với những tiến bộ này, Garand 4 có thêm lợi thế và khả năng tàng hình, cho phép nó tiếp cận kẻ thù mà không bị phát hiện, vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ ven biển bằng hệ thống laser và tung ra các đòn tấn công bất ngờ bằng hạm đội máy bay chiến đấu của mình. Một phi đội gồm 75 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 hiện đại đã sẵn sàng triển khai ngay lập tức và chúng được điều khiển bởi những chuyên gia có tay nghề cao. Tuy nhiên, các hệ thống tăng tốc và phóng hơi nước đã lỗi thời được sử dụng trên các tàu sân bay trước đó, không đủ để thực hiện các cuộc tấn công nhanh và bất ngờ. Đó là lý do tại sao Garand 4 tiên phong trong việc sử dụng máy phóng điện tử tiên tiến. Những máy phóng tiên tiến này chiếm không gian tối thiểu và cung cấp cho máy bay chiến đấu khả năng tăng tốc tức thời, cho phép chúng đạt được tốc độ cần thiết để cất cánh. Rolf Bastry, kỹ sư của tàu sân bay cho hay, mặc dù chúng tôi có ít thang máy bay hơn so với lớp Nimitz 3 thay vì 4, tất cả những thứ đó là một phần của thiết kế nhằm nâng cao khả năng sử dụng sàn đáp. Các máy phóng được sử dụng trên Garand 4 được cung cấp năng lượng từ cùng một lò phản ứng hạt nhân mà đã cung cấp năng lượng cho toàn bộ con tàu. Hai lò phản ứng A1B hiện đại nhất, mỗi lò có kích thước bằng một chiếc xe tải, đã tạo ra nhiệt, sau đó được chuyển thành điện năng. Năng lượng điện này cung cấp nhiên liệu cho tất cả các hệ thống trên tàu, bao gồm cả động cơ đẩy. Điều đáng chú ý là Garand 4 khác với các tàu sân bay cũ ở chỗ, nó sử dụng hệ thống động cơ đẩy chạy bằng điện truyền động trực tiếp thay vì tua bin hơi nước. Hệ thống cải biến này đã tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm thiểu thất thoát trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Hệ thống truyền động trực tiếp sử dụng nhiều động cơ điện lấy năng lượng điện trực tiếp từ các lò phản ứng hạt nhân. Sự sắp xếp này giúp tàu sân bay đạt được tốc độ ấn tượng lên tới 30 hải lý trên giờ, đồng thời mang lại khả năng cơ động đặc biệt. Hệ thống xoay quanh 4 cánh quạt, mỗi cánh quạt có đường kính 7m, được bố trí ở đuôi tàu. Những cánh quạt này là loại cánh quạt tiên tiến nhất trên bất kỳ tàu hải quân Hoa Kỳ nào. Chúng đã được thiết kế tỉ mỉ để mang lại hiệu quả tối đa, tiết kiệm nhiên liệu và hiệu suất tổng thể cho tàu sân bay. Khi có nhu cầu giảm tốc và dừng tàu nhanh chóng, hệ thống phanh bằng neo đáng tin cậy sẽ được kích hoạt. Đáng chú ý, Garand 4 cũng là tàu đi đầu trong lĩnh vực này với chiếc mỏ neo 40 tấn nặng khủng khiếp. Garand 4 là tàu sân bay thứ 11 của Hoa Kỳ và tiếp bước những loại tàu huyền thoại như là Nimitz và Forrestal. Sau khi Forrestal đã ngừng hoạt động từ lâu, Nimitz vẫn là một thành viên tích cực của hạm đội hải quân. Với chiều dài 333m và rộng 77m, lớp Nimitz có thể chứa tới 80 máy bay chiến đấu. Để so sánh, Garand 4 có boong dài hơn với chiều dài 338m và rộng 78m, cho phép nó chứa tới 90 máy bay chiến đấu cùng lúc. Không giống như tàu thế hệ trước của nó, tàu sân bay cũ dựa vào máy phóng hơi nước và chỉ được trang bị hệ thống phòng không súng máy. Những trang bị này hoàn toàn mờ nhạt so với máy phóng điện từ và hệ thống phòng thủ bằng laser trên con tàu mới mà vốn hiệu quả hơn nhiều. Ban đầu, có kế hoạch chế tạo một tàu sân bay lớp 4 thậm chí còn lớn hơn và mạnh hơn. Tuy nhiên, kế hoạch đầy tham vọng này của Mỹ sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn. Tuy nhiên thì Hoa Kỳ đã ký kết hợp đồng đóng tàu sân bay lớp 4 mới có tên Enterprise nhằm mục đích thể hiện sức mạnh và khả năng mà cuối cùng quân đội mong muốn. Phiên bản hiện tại của 4 vẫn cung cấp một số lợi thế quan trọng. Thiết kế của nó cho phép con tàu vượt qua những cơn bão và những con sóng khổng lồ ở tốc độ tối đa, vượt qua những khoảng cách có thể thách thức những tàu khác. Ở tốc độ tối đa, máy bay có thể triển khai các khẩu pháo laser nhắm mục tiêu tự động do AI dẫn đường, nhanh chóng vô hiệu hóa kẻ thù trước khi chúng nhận ra soái hạm khổng lồ đang ở đó.
với hai lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng cho tất cả vũ khí và hệ thống tàng hình, kết hợp với máy bay tấn công nhanh, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Garand 4 là con tàu đáng gờm nhất trong thời đại chúng ta, với sức mạnh chiến đấu ngang ngửa với cả một đội quân. Đội ngũ kỹ sư tận tụy làm việc để cho ra đời tàu 4 đã đối mặt với những thách thức khó khăn và thời hạn chặt chẽ, nhưng họ đã vượt qua mọi trở ngại và hoàn thành dự án đúng tiến độ. Những nỗ lực phi thường của họ đã tạo ra một tác phẩm khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Trong tương lai, các tàu lớp 4 được thiết lập để thay thế các tàu sân bay Nimitz, qua đó trở thành xương sống của Hải quân Mỹ. Khi thời gian trôi qua và công nghệ tiến bộ, những con tàu thậm chí còn mạnh hơn sẽ ra đời, mở ra những khả năng mới cho sự ưu việt của Hải quân. Sự ra đời của 4 đã có tác động đáng kể, thậm chí khiến Trung Quốc phải đánh giá lại tham vọng của mình và các hành động khiêu khích đối với Mỹ. Có rất ít tàu trên thế giới có thể cạnh tranh với 4, khiến các hệ thống có hạn chế lựa chọn. Tiềm năng của Trung Quốc để sánh ngang với Hoa Kỳ nằm ở hàng không mẫu hạm Phúc Kiến của họ, hiện đang trong quá trình thử nghiệm. Mục đích của Trung Quốc là trang bị cho tàu của họ trí thông minh nhân tạo, có thể chỉ huy cả một hạm đội máy bay không người lái. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm vẫn chưa chắc chắn. Trong khi các đối thủ vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, Hoa Kỳ đã trang bị vũ khí laser trên các tàu khác của mình như USS George. Ngoài ra còn có kế hoạch tăng cường 4 bằng vũ khí thậm chí còn đáng gờm hơn, chẳng hạn như súng điện từ hoặc hệ thống vi sóng. Những tiến bộ như vậy sẽ đẩy tàu sân bay hàng đầu lên một mức độ sức mạnh vô song. Thưa quý vị, nước Mỹ từ lâu đã được mệnh danh là cường quốc bất khả xâm phạm. Không chỉ vì trời phú cho Hoa Kỳ một vị trí địa lý quá biệt lập, được bao bọc bởi hai đại dương cũng như những rào chắn không thể vượt qua. Không chỉ vì người dân Mỹ có tinh thần khai phá, tự chủ và quật cường mạnh mẽ, mà còn bởi xứ sở cờ hoa có một đội quân vô cùng thiện chiến, chinh nam chiến bắc nhiều phen, hầu như đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều kẻ thù. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do vì sao không quốc gia nào dám động binh tiến đánh Hoa Kỳ. Hành trình sẽ bắt đầu ngay sau đây. Và quý vị đừng quên bấm like, ấn đăng ký kênh để liên tục tương tác với đội ngũ của chúng tôi. Với khả năng giáng đòn tấn công phủ đầu gần như ngay lập tức bất cứ vùng lãnh thổ nào trên thế giới, xuyên qua mọi tuyến phòng thủ, không quân luôn là lực lượng đáng gờm của Hoa Kỳ trong mọi cuộc chiến, là lực lượng mà bất kỳ cường quốc nào cũng phải e dè. Đây chính là lý do đầu tiên không quốc gia nào dám tấn công Mỹ. Không phải là quốc gia đầu tiên xuất hiện lực lượng không quân, nhưng kể từ sau Thế chiến thứ nhất, chứng kiến sức mạnh hủy diệt và mức độ hiệu quả của các loại máy bay chiến đấu, người Mỹ không ngừng phát triển không quân đến mức trở thành lực lượng ưu việt nhất thế giới, không chỉ về sức mạnh hủy diệt mà còn cả về đường không, vũ trụ, cả không gian mạng. Lực lượng không quân Hoa Kỳ hiện có trong biên chế tới 406 tên lửa đạn đạo liên lục địa, 170 vệ tinh quân sự, nhưng cũng như các lực lượng không quân khác, các loại máy bay chiến đấu từ máy bay ném bom, tiêm kích, cường kích, trinh sát vẫn là xương sống trong lực lượng không quân Hoa Kỳ. Với hơn 5.217 máy bay quân sự trong tổng số 13.247 máy bay được sử dụng trong toàn quân đội, không quân Hoa Kỳ hiện là lực lượng không quân có quy mô lớn nhất thế giới. Không chỉ có số lượng áp đảo, theo báo cáo các lực lượng không quân thế giới 2021 của Flight Global, những loại phi cơ có trong biên chế quân đội Mỹ hầu hết đều là những máy bay quân sự hiện đại nhất thế giới. Chỉ riêng lực lượng máy bay ném bom chiến lược đã có thể coi là một trong những công cụ răn đe hiệu quả nhất của người Mỹ. Ngoài những chiếc B-52 đã quá nổi tiếng trên chiến trường Việt Nam, không quân Mỹ cũng sở hữu 62 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer với khả năng đánh bom xâm nhập chớp nhoáng, và đáng chú ý nhất là 21 chiếc B-2 Spirit với tầm hoạt động lên tới 11.000 km. B-21 Raider chuẩn bị biên chế trong những năm tới cũng xứng mặt anh tài khi sở hữu năng lực xuyên phá mọi hệ thống phòng không, đến và đi chỉ như một chớp mắt. Ngoài ra, người Mỹ cũng có trong biên chế gần 400 chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 hiện đại thuộc hai dòng F-22 Raptor và F-35. Không quân Mỹ hiện vẫn còn trong biên chế tới 790 tiêm kích thế hệ thứ 4 F-16 và 490 tiêm kích F-15 đều đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Để so sánh, lực lượng không quân Nga hiện chỉ sở hữu 3.829 máy bay quân sự. Thậm chí ngay cả khi tính thêm 310 máy bay của Hải quân, nước này cũng chỉ đạt tới 4.139 máy bay quân sự mà thôi. Còn đối với Trung Quốc, không quân nước này hiện chỉ sở hữu 2.084 máy bay đang trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Trong số đó có cả những loại máy bay đã tương đối lạc hậu như là J-7 bản sao của MiG-21 và J-8 bản sao của chiếc Su-15. Đến cả Thành Đô J-20, loại máy bay thế hệ thứ 5 hiện đại nhất của Trung Quốc cũng được cho là chưa thể đưa vào thực chiến
do một số vấn đề động cơ. Với trang bị như vậy, sẽ còn một quãng đường rất xa để Trung Quốc có thể bắt kịp Mỹ về sức mạnh không quân. Thế nhưng trên các chiến trường thực tế, sức mạnh răn đe của không quân Mỹ luôn tỏ ra kém hiệu quả trước các đối thủ ngoan cường khi họ không có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quân. Với hỏa lực dồn dập, khả năng cơ động cao, hiện diện tại các căn cứ trên toàn thế giới, chỉ riêng sự hiện diện của Hải quân Mỹ cũng là quá đủ để khiến mọi đối thủ dè chừng trước khi có ý định gây chiến. Và đây chính là lý do thứ hai vì sao không ai dám tấn công Mỹ. Trong một báo cáo về quân đội Trung Quốc vào năm 2020, Lầu Năm Góc cho biết tiềm lực quân sự của Bắc Kinh đã gia tăng đáng kể trong 20 năm qua nhờ vào chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang đầy tham vọng của nước này. Với tham vọng kiểm soát đường 9 đoạn phi pháp trên Biển Đông, quân đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, đồng thời vươn mình trở thành một lực lượng hải quân nước xanh có khả năng hoạt động tác chiến ở bất kỳ vùng biển nào trên thế giới, cho dù đó có là các khu vực cách xa nước nhà hàng ngàn km. Hải quân Trung Quốc đã phát triển đến quy mô đứng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ít nhất trong thời điểm hiện tại, các công dân Hoa Kỳ cũng chưa cần quá lo lắng về một viễn cảnh khi hải quân Trung Quốc có thể tiến sát bờ biển Mỹ, bởi về tổng thể, khả năng răn đe chiến lược của lực lượng hải quân Hoa Kỳ vẫn còn có một khoảng cách tương đối xa với phần còn lại của thế giới, cả về khả năng tấn công lẫn là phòng thủ. Mỹ hiện là quốc gia sở hữu số lượng hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, bao gồm 10 hàng không mẫu hạm hạt nhân lớp Nimitz và 1 hàng không mẫu hạm lớp Ford, kèm 9 tàu tấn công đổ bộ, 22 tuần dương hạm, 72 khu trục hạm, 8 tàu quét mìn và nhiều loại tàu chiến. Hải quân Mỹ hoàn toàn đủ sức tấn công cơ động, răn đe hoặc tấn công phủ đầu bất kỳ đối thủ nào ngay khi chiến sự nổ ra, kể cả trong trường hợp phải đối mặt với tên lửa siêu thanh Kinzhan mới nhất của Nga hay loại tên lửa đạn đạo chống hạm tối tân có tốc độ tối đa Mach 10, kèm khả năng hoạt động tấn công ở phạm vi lên tới 4.000 km mà Trung Quốc đang phát triển. Các máy bay FA-18, F-35C trên hàng không mẫu hạm Mỹ có thể nhanh chóng xuất kích đánh chặn, đồng thời phản công vào các hạm đội của đối phương. Nhưng các con tàu sân bay của người Mỹ không phải là bất khả xâm phạm. Chúng vẫn có thể bị đánh chiếm nếu đối phương bất ngờ tấn công đồng loạt với số lượng lớn tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên, ngay cả khi trường hợp tồi tệ đó có xảy ra, ngay lập tức đối phương sẽ phải hứng chịu các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo xuất phát từ 14 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Bên cạnh đó, lực lượng tàu đổ bộ lên tới 11 chiếc thuộc hai lớp Harper's Ferry và Whidbey Island cũng đủ khả năng cơ động nhanh chóng đưa những chiến binh tinh nhuệ nhất nước Mỹ đổ bộ đánh chiếm các căn cứ quân sự ven biển của đối phương. Cho dù việc chủ động tấn công và gây thiệt hại lớn cho Hải quân Mỹ không phải là một nhiệm vụ bất khả thi đối với các cường quốc như Trung Quốc hay Nga, thế nhưng việc tiêu diệt toàn bộ lực lượng khổng lồ này là gần như không thể. Và khi họ phản công, hậu quả sẽ xảy đến ngay sau đó, sẽ là quá thảm khốc, đủ để khiến bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nhận ra rằng sẽ là tuyệt vời nếu ngay từ đầu họ không gây chiến với quân đội Mỹ. Dù có đông đảo và hùng hậu, nhưng chỉ riêng không quân và hải quân truyền thống là chưa đủ để bảo vệ người Mỹ an toàn trước các nguy cơ bị tấn công hủy diệt ngay trên chính lãnh thổ của mình nếu họ không sở hữu một kho vũ khí hạt nhân đồ sộ. Lý do thứ ba này có thể coi là quan trọng nhất khiến các cường quốc khác không muốn trực tiếp gây hấn với Mỹ. Với vị thế là lực lượng đầu tiên đưa vũ khí hạt nhân vào sử dụng trên chiến trường, có trong tay 5.000 đầu đạn hạt nhân các loại, với số đầu đạn hạt nhân đang hoạt động là 2.150, bao gồm 1.950 đầu đạn chiến lược triển khai trên 798 thiết bị phóng và 200 đầu đạn hạt nhân chiến thuật hiện đang được triển khai trên toàn châu Âu. Quân đội Mỹ hiện vẫn xứng đáng là một trong những lực lượng hạt nhân hiện đại có khả năng răn đe chiến lược hiệu quả nhất thế giới. Cũng như Nga, Trung Quốc, các tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM đóng vai trò đặc biệt quan trọng, làm trung tâm trong chiến lược răn đe hạt nhân. Tức là nếu xảy ra một cuộc chiến tổng lực giữa Hoa Kỳ và một cường quốc hạt nhân khác, các tên lửa này sẽ được quân đội Mỹ phóng đi, mang theo các đầu đạn hạt nhân, hướng thẳng vào các thành phố quan trọng của kẻ thù. Mặc dù được cho là sẽ chỉ giữ lại khoảng từ 400 đến 420 trong tổng số 500 tên lửa ICBM bố trí trên mặt đất, và những tên lửa trang bị các đầu đạn đa mục tiêu sẽ được chuyển đổi chỉ để mang một đầu đạn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, người Mỹ sẽ không dễ dàng thực sự bỏ đi khả năng mang các đầu đạn đa mục tiêu của lực lượng ICBM. Theo đó, khả năng này vẫn sẽ được giữ lại để có thể sử dụng hàng trăm đầu đạn đang được dự trữ trong trường hợp một cuộc chiến tổng lực có thể xảy ra giữa Mỹ và các cường quốc khác. Lực lượng ICBM của Mỹ hiện được biên chế trong 3 không đoàn: không đoàn tên lửa số 90 tại căn cứ không quân Warren, Wyoming, không đoàn tên lửa số 91 tại căn cứ không quân Minot và không đoàn số 341 tại căn cứ không quân Malmstrom, Montana. Mỗi không đoàn có 150 tên lửa được chia làm 3 phi đội,
Mỗi phi đội được biên chế 50 tên lửa và được kiểm soát bởi 5 trung tâm kiểm soát phóng. Các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Mỹ thường được trang bị các đầu đạn W-78 và W-87 với sức công phá lên tới 300 kiloton. Trong khi đó, quả bom nguyên tử Little Boy được ném xuống Hiroshima tạo nên một trung tâm vụ nổ có nhiệt độ 7.000 độ C, thiêu rụi mọi sinh vật trong bán kính 1,5 km. 40% cư dân chết ngay lập tức, 56,5% chết trong vòng 4 tháng sau đó. Không chỉ có dàn tên lửa đạn đạo không thể đánh chặn, mà khả năng răn đe hạt nhân chiến lược của quân đội Hoa Kỳ còn nằm ở các loại máy bay chiến lược ném bom có khả năng mang bom hạt nhân như B-52 hay là B-2 Spirit. Ngoài ra, người Mỹ cũng sở hữu kho vũ khí hạt nhân phi chiến lược đồ sộ, phòng ngừa cho các chiến dịch quy mô nhỏ hơn. Dù không có sức hủy diệt kinh hoàng như vũ khí hạt nhân chiến lược, nhưng sức công phá của các loại vũ khí hạt nhân phi chiến lược cũng là quá đủ để gây tổn hại lớn đến các căn cứ quân sự lớn, thành phố, tổ hợp công nghiệp và các mục tiêu kiên cố khác. Được biết, Mỹ đang duy trì khoảng 200 đơn vị vũ khí hạt nhân phi chiến lược, trong đó 150-200 quả bom B-61-3-4 đang được triển khai tại 6 căn cứ không quân thuộc 5 nước thành viên NATO tại châu Âu: Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Không quân Bỉ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ với các máy bay F-16, Italia và Đức với các máy bay PA-200 Tornado được giao nhiệm vụ tấn công hạt nhân sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ. Ngoài ra thì Mỹ cũng còn khoảng 500 đầu đạn hạt nhân phi chiến lược đang lưu trữ ở các kho trong nước và trang bị trên các tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng viễn cảnh xảy ra một cuộc chiến tổng lực khiến cả hai cùng bị tiêu diệt giữa Mỹ và bất kỳ cường quốc nào khác sẽ là điều rất khó xảy ra. Các loại bom đạn dẫn đường dù mới được phát triển trong thời gian gần đây, nhưng với khả năng tấn công thần tốc với độ chính xác cao đã được khẳng định trên các chiến trường khốc liệt nhất của thế kỷ 21. Bom đạn thông minh xứng đáng là một trong những lý do khiến không một thế lực nào nên gây chiến với quân đội Hoa Kỳ. Thực tế, chiến trường tại khu vực Trung Đông, Châu Phi đã cho thấy việc sử dụng bom đạn thông minh đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong các nhiệm vụ tiêu diệt trung tâm chỉ huy, phương tiện cơ giới, gây hư hại cơ sở hạ tầng đối phương. Theo nhiều chuyên gia quân sự, các loại vũ khí chính xác cao như bom, đạn thông minh cũng làm giảm đáng kể thời gian, nhân lực và chi phí liên quan đến các hoạt động quân sự. Trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991, tỷ lệ vũ khí chính xác cao không vượt quá 3-5%. Do vậy, giai đoạn chuẩn bị chiến dịch kéo dài hơn 5 tháng, hơn 300.000 quân lính, 2 triệu tấn vũ khí trang bị và 500.000 tấn hàng các loại phải vận chuyển bằng đường biển và đường không đến khu vực vùng vịnh. Thế nhưng mà đến cuộc chiến Iraq năm 2003, số bom đạn thông minh được sử dụng đã lên tới tỷ lệ 70%. Cuối cùng, trong những vũ khí làm nên vị thế của một siêu cường toàn cầu, sẽ thật là thiếu sót nếu chúng ta không đề cập đến lực lượng máy bay không người lái UAV nhỏ bé nhưng hùng hậu mà quân đội nước này sở hữu. Kể từ khi xuất hiện, những chiếc UAV nhỏ bé từ lâu đã trở thành ác mộng với các lực lượng quân sự từng đối đầu với quân đội Hoa Kỳ. Với hàng loạt ưu điểm bao gồm trọng lượng nhẹ, tín hiệu phản xạ sóng radar thấp, bán kính hoạt động chiến đấu lớn, khả năng cơ động cao, tốc độ bay cận âm, cấu trúc mô đun dễ dàng trong cải tiến và hiện đại hóa, máy bay không người lái được quân đội Mỹ kỳ vọng sẽ làm thay đổi sâu sắc các chiến thuật chiến tranh trên bộ như súng máy đã từng làm. Nhờ nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, người Mỹ đã cho ra đời và đưa vào sử dụng hơn 1.000 máy bay không người lái các loại. Các máy bay không người lái của Mỹ hầu hết đều là những thiết bị rất hiện đại so với phần còn lại của thế giới. Chúng có thể thực hiện các nhiệm vụ tình báo, trinh sát, giám sát mục tiêu, tác chiến điện tử và oanh kích chính xác mục tiêu với chi phí thấp. Đồng thời có thể hoạt động độc lập hoặc nằm trong phi đội bay chiến đấu dưới sự chỉ huy, điều hành của một máy bay chiến đấu có người lái. Thực tế đã cho thấy khả năng chiến đấu đáng sợ của các UAV mà quân đội Mỹ đang sở hữu không hề được phóng đại. Vào năm 2020, cả thế giới đã được một phen rúng động khi một máy bay không người lái của Mỹ đã dễ dàng ám sát thành công tướng Iran Qasem Soleimani trước sự bất lực của quân đội và người dân Iran. Với các UAV như vậy, người Mỹ đã cho thấy họ hoàn toàn có đủ khả năng để tiêu diệt bất kỳ cá nhân nào mà họ cho là có ý định đe dọa đến an ninh quốc gia của mình. Vâng, bây giờ thì quý vị đã biết vì sao Mỹ luôn là chùm sò, không e sợ bất kỳ một quốc gia nào tấn công rồi. Dù vậy, năng lực quân sự của các đối thủ vẫn luôn tiềm tàng rủi ro cho nước Mỹ, đặc biệt là Iran hay Triều Tiên, Trung Quốc, những nước đang giáo diết phát triển năng lực hạt nhân với mục tiêu chính là nhằm vào nước Mỹ. Liệu trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, nước Mỹ có bị tiêu diệt hay không? Và đối thủ của họ sẽ ra sao một khi chủ động tấn công nước Mỹ? Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để giúp chúng tôi xây dựng chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Thưa quý vị, có một sự kiện lịch sử đối với người Trung Quốc mà nói, đó là nỗi đau. Chúng ta đang nói tới cuộc chiến tranh nha phiến mà người Anh đã gây ra trong chiến tranh giữa triều đại nhà Thanh và Vương quốc Anh. Khi bánh xe lịch sử tiếp tục lăn, ngày nay nhà cầm quyền Bắc Kinh đã sử dụng fentanyl để đầu độc toàn bộ người dân Mỹ. Họ coi đây là sự trả thù cho những gì Vương quốc Anh đã làm với mình bằng thuốc phiện. Vậy fentanyl là gì?
Nó được tuồn vào Mỹ như thế nào và dùng để làm gì? Tại sao lại nói đây là cuộc báo thù của người Trung Quốc? Lê Minh xin mời quý vị cùng đi tìm lời giải cho những câu hỏi này ngay sau đây. Cuộc báo thù của người Trung Quốc. Trước tiên chúng ta cần hiểu, fentanyl là loại thuốc phiện được sử dụng như thuốc giảm đau và các loại thuốc gây mê khác. Fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại thuốc giải độc, thường được trộn với heroin hoặc cocaine. Trong cuốn sách mới của mình, Tiền Máu, Peter Schweiler giải thích cách Trung Quốc sản xuất và phân phối hàng loạt fentanyl, một loại hóa chất mạnh hơn gấp 30 đến 50 lần heroin để đầu độc người Mỹ. Trong đó có viết, chính phủ Trung Quốc tích cực sử dụng fentanyl như một vũ khí để gây bất ổn cho xã hội chúng ta. Trong khi chúng ta tranh luận về chính trị trong nước để giải quyết cuộc khủng hoảng fentanyl, thì thực tế là Bắc Kinh đang tham gia sâu vào mọi giai đoạn sản xuất và phân phối ma túy ở Hoa Kỳ. Vào năm 2019, một số quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã yêu cầu xếp fentanyl vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vấn đề nằm ở chỗ, làm thế nào mà một loại thuốc nguy hiểm nhất từng được tạo ra này lại trở thành một mặt hàng quen thuộc và lại trở thành tai họa ở Mỹ? Ngày 25 tháng 2, New York Post cũng đã đăng tải một báo cáo có tiêu đề "Làm thế nào Trung Quốc tràn ngập fentanyl vào nước Mỹ nhằm mục đích phá hoại xã hội của chúng ta?" Trong đó có đoạn viết, dựa trên các tài liệu an ninh quốc gia bị rò rỉ của Hoa Kỳ, email hoặc thư từ bị tấn công của chính phủ Mexico, cũng như hồ sơ công ty Trung Quốc, chúng tôi biết rằng hoạt động fentanyl nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc từ đầu đến cuối. Theo đó, các thành phần dược phẩm cần thiết để sản xuất loại ma túy tổng hợp có tên là fentanyl đều được sản xuất tại Trung Quốc. Tại thành phố phía Bắc Thạch Gia Trang, phía Tây Bắc Kinh, các công ty hóa chất sản xuất ra những thành phần như vậy. Đáng chú ý là một thành phố được quân sự hóa cao độ với khoảng 11 cơ sở quân sự, bao gồm một số trường chỉ huy, bệnh viện quân sự và cơ sở y tế. Đây cũng là khu vực phát triển quốc gia do chính phủ chỉ định. Điều này nói lên rằng fentanyl không phải hoạt động bào chế của tổ chức tội phạm ma túy, mà là một mặt hàng được chính phủ hậu thuẫn. Vì vậy, các công ty sản xuất hóa chất fentanyl được giảm thuế. Khoảng 40% sản lượng hợp chất này đến từ thành phố Vũ Hán, vốn là nơi bùng phát đầu tiên của đại dịch Covid-19. Bây giờ, nó cũng lại là một trung tâm sản xuất lớn khác của các thành phần fentanyl. Sau khi sản xuất xong, Hội Tam Hoàng Trung Quốc đã bắt tay với các tập đoàn ma túy Mexico và chúng tiến hành trộn fentanyl với heroin, cuối cùng là dùng chính tập đoàn ma túy Mexico để tuồn fentanyl tràn vào Mỹ qua đường biên giới Mexico-Hoa Kỳ. Đáng nói là chính quyền Biden đã mở cửa biên giới, chẳng khác gì mở cửa cho fentanyl tràn vào Mỹ một cách thoải mái nhất. Trung Quốc đã có sự giúp đỡ của chính quyền Biden trong ứng ngoài hợp và thế là chiêu mượn dao giết cọp đã được nhà cầm quyền Bắc Kinh sử dụng cực kỳ thành thạo. Chiêu này giúp Trung Quốc thoái thác trách nhiệm pháp lý một cách êm đẹp. Họ sẽ nói, fentanyl đến từ Mexico, không phải Trung Quốc, nên các vị không thể cáo buộc chúng tôi như thế đâu. Chưa dừng lại ở đó, một hoạt động tương tự nhưng ở quy mô nhỏ hơn xảy ra ở phía bắc biên giới Canada. Hội Tam Hoàng Trung Quốc đã thành lập các phòng thí nghiệm dọc biên giới Hoa Kỳ ở British Columbia để mà sản xuất fentanyl ở Canada, buôn lậu vào Hoa Kỳ và vận chuyển ra nước ngoài. Sau khi fentanyl được tổng hợp, nó sẽ được ép thành thuốc để buôn lậu qua biên giới. Vấn đề là máy ép thuốc này cũng là của Trung Quốc và nó ngang nhiên hoạt động ở Mỹ bất chấp mọi rào cản pháp lý. Và để phổ biến loại ma túy này, những công ty, cá nhân người Mexico hay Canada gốc Hoa đã tham gia vào hoạt động kinh doanh buôn bán và rửa tiền qua đường dây lớn này. Nó diễn ra khá công khai và từ đó fentanyl len lỏi vào khắp các con phố và ngõ ngách của nước Mỹ. Ở New York hiện nay, cũng không khó nhìn thấy những cảnh tượng mà người ta tưởng chừng như đó là một xác sống do sử dụng fentanyl. Điều đáng buồn là đã có báo cáo nói rằng hơn 100.000 người Mỹ chết mỗi năm do fentanyl vì chính sách mở cửa biên giới và không kiểm soát an ninh biên giới của Tổng thống Biden để lo bảo vệ an ninh biên giới cho Ukraine. Sự đau khổ của người Mỹ vẫn còn hiện rõ ở trung tâm thành phố Seattle. Nhưng điều này không liên quan gì đến việc thiếu nhà ở giá rẻ, mà hầu hết mọi người ở đây đều nghiện fentanyl và từ chối sự giúp đỡ. Nhà báo Jonathan Korn, journalist ở Seattle, đã ghi lại cảnh này. Nếu nhìn sâu vào sự việc, thì chúng ta thấy ông Biden cũng chẳng bảo vệ biên giới Ukraine, mà đơn thuần là hoạt động rửa tiền và biển thủ ngân sách mà thôi. Chính tờ Breitbart hôm nay đã đăng tải thông tin rằng gia đình Biden đã kiếm được 5 triệu đô la
từ đối tác kinh doanh khi gặp gỡ thủ lĩnh băng đảng Trung Quốc, người đã giúp tạo ra đường dây fentanyl tàn phá Hoa Kỳ. Thay vì có thể ngăn chặn fentanyl, Tổng thống Mỹ đã đóng cửa đội tuần tra biên giới để cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào biên giới. Đây là sự nguy hiểm đối với mọi người Mỹ vì nó mang theo tội phạm, ma túy và sự hỗn loạn. Đáng nói là 1 kg fentanyl có khả năng giết chết 500.000 người, nhưng Biden và chính quyền của ông ta vẫn ung dung nghĩ rằng nước Mỹ vẫn an toàn. Bàn tay của chính quyền Biden đã nhuốm đầy máu, quả thực là như vậy. Kỳ thực, nước Mỹ đang bị phá nát từ bên trong. Do vậy, có hay không việc ông Biden lãnh đạo Mỹ chống lại Trung Quốc thì người ta còn phải nghi ngờ, và có thể là không. Bởi vì Trung Quốc đang mang lại cho gia đình ông một mỏ vàng bất tận bằng cách tàn sát thần dân, phá hủy đất nước mình. Buồn cười nằm ở chỗ, chính quyền Biden vẫn tin tưởng rằng Nga mới là kẻ thù mục tiêu, còn Bắc Kinh thì không có gì đáng lo ngại. Đây gọi là kẻ mộng du trong chiến lược. Biden và đồng sự của mình liệu có bị bắt vì tội phản quốc không? Điều này phụ thuộc vào sự thức tỉnh của người dân Mỹ. Một sự thật không thể chối bỏ là Trung Quốc của Tập Cận Bình đang thể hiện tham vọng của một siêu cường. Chỉ cách đây vài năm, nhiều nhà quan sát Mỹ vẫn hy vọng rằng Trung Quốc sẽ chấp nhận vai trò hỗ trợ trong trật tự quốc tế tự do, hoặc cùng lắm sẽ đặt ra thách thức đối với ảnh hưởng của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương mà thôi. Quan điểm thông thường là Trung Quốc sẽ tìm kiếm một vai trò mở rộng trong khu vực và giảm bớt vai trò của Mỹ, nhưng sẽ trì hoãn mọi tham vọng toàn cầu trong tương lai xa. Tuy nhiên hiện nay, những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cạnh tranh vị trí lãnh đạo toàn cầu của Mỹ là không thể nhầm lẫn, và chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Trung Quốc đang tiến gần đến ngôi vị thống trị toàn cầu. Chính quyền Bắc Kinh sẽ có hai cách để đạt mục đích của mình. Một là phải xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc quân sự thực sự, và hai là thao túng quyền lực chính trị từ chính nội bộ các quốc gia vốn là sân sau của Mỹ. Bắt đầu từ năm 2014, Trung Quốc đã cho ra mắt chương trình đóng tàu hải quân nhằm đưa nhiều tàu ra khơi. Kết quả là từ năm 2014 đến năm 2018, Bắc Kinh có hơn tổng số tàu của Hải quân Đức, Ấn Độ, Tây Ban Nha và Anh cộng lại. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã đưa ra thông số này. Nỗ lực thống trị các ngành công nghiệp công nghệ cao của Bắc Kinh sẽ quyết định sự phân bổ sức mạnh kinh tế và quân sự trong tương lai. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có chiến dịch kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng ngoài khơi bờ biển Trung Quốc, cũng như các kế hoạch được báo cáo nhằm tạo ra một chuỗi căn cứ và cơ sở hậu cần xa hơn. Có những nỗ lực mang tính hệ thống nhằm cải tiến các phương pháp chuyển đổi ảnh hưởng kinh tế thành áp lực kinh tế trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Nếu như trước đây, Bắc Kinh luôn muốn che giấu tham vọng của mình, thì giờ đây họ đã khẳng định chúng một cách công khai. Trung Quốc đã bước vào một kỷ nguyên mới. Ông Tập đã tuyên bố vào năm 2017 và phải chiếm được vị trí trung tâm trên thế giới. Hai năm sau, Tập sử dụng ý tưởng trường chinh mới để mà mô tả mối quan hệ ngày càng xấu đi của Bắc Kinh với Washington. Ngay cả những cú sốc chiến lược bắt nguồn từ Trung Quốc cũng đã trở thành minh chứng cho tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh. Hãy chứng kiến cách chính phủ của Tập Cận Bình tìm cách biến cuộc khủng hoảng virus corona trở nên tồi tệ hơn thành cơ hội để tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc và tiếp thị mô hình của Trung Quốc ra nước ngoài. Thú thực, việc nắm bắt được ý định thâm sâu hay những toan tính của các chế độ độc tài là rất khó nhận ra. Trung Quốc là bậc thầy trong trò chơi thao túng tâm lý. Họ giả vờ là chỉ muốn hội nhập và không gây ra bất kể nguy hiểm gì cho đối phương, nhằm hạ bỏ phòng vệ của đối phương. Nhưng bên trong thì họ lại đang tiến hành hàng loạt những đối sách chết chóc để dẫm đạp đối thủ xuống tận cùng mà đứng lên. Chính vẻ ngoài mà Bắc Kinh diễn như một người chơi quyền lực có trách nhiệm và không nguy hiểm đã đánh lừa những chính trị gia ngây thơ ở Hoa Kỳ. Nếu vị thế siêu cường thực sự là đích đến mong muốn của Trung Quốc, thì đầu tiên phải bắt đầu chạy qua khu vực Tây Thái Bình Dương. Trung Quốc phải tập trung vào việc xây dựng vị thế đứng đầu trong khu vực làm bàn đạp cho quyền lực toàn cầu. Điều này cũng là cách mà chính Hoa Kỳ cũng đã từng làm. Thứ hai, rất khác biệt vì nó dường như thách thức các quy luật lịch sử về chiến lược và địa chính trị. Cách tiếp cận này tập trung ít hơn vào việc xây dựng một vị thế có sức mạnh không thể tấn công ở Tây Thái Bình Dương, mà là vào sườn hệ thống liên minh của Mỹ và tạo dựng lực lượng hiện diện ở khu vực đó bằng cách phát triển ảnh hưởng kinh tế, ngoại giao và chính trị của Trung Quốc trên quy mô toàn cầu. Câu hỏi Trung Quốc nên đi theo cách thức nào trong số này là một câu hỏi cấp bách đối với nhiều chiến lược gia của Bắc Kinh. Những người sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn về việc nên đầu tư vào cái gì và những cuộc chiến nào cần tránh trong những năm tới. Và câu hỏi Trung Quốc sẽ đi theo con đường nào cũng có ý nghĩa sâu sắc đối với các chiến lược gia Mỹ và cuối cùng là đối với phần còn lại của thế giới. Hầu hết người ta đều cho rằng
Trung Quốc sẽ cố gắng thiết lập ảnh hưởng toàn cầu bằng cách thiết lập quyền bá chủ khu vực trước tiên. Điều này không có nghĩa là chiếm đóng thực tế các nước láng giềng, có khả năng ngoại trừ Đài Loan, như Liên Xô đã làm trong chiến tranh lạnh. Nhưng điều đó có nghĩa là Bắc Kinh phải trở thành người chơi thống trị ở Tây Thái Bình Dương, đến tận chuỗi đảo đầu tiên chạy từ Nhật Bản, Đài Loan đến Philippines và xa hơn nữa. Nó phải đạt được quyền phủ quyết hiệu quả đối với các lựa chọn an ninh và kinh tế của các nước láng giềng. Nó phải phá vỡ các liên minh của Mỹ trong khu vực và đẩy các lực lượng quân sự của Mỹ ngày càng xa bờ biển Trung Quốc. Nếu Trung Quốc không thể làm được điều này, nước này sẽ không bao giờ có được một căn cứ khu vực an toàn để từ đó triển khai sức mạnh trên toàn cầu. Nó sẽ phải đối mặt với những thách thức an ninh dai dẳng dọc theo vùng ngoại vi hàng hải dễ bị tổn thương của mình. Họ sẽ phải tập trung sức lực và tài sản quân sự vào việc phòng thủ thay vì tấn công. Và chừng nào Washington còn duy trì được vị thế quân sự mạnh dọc theo chuỗi đảo thứ nhất, thì các cường quốc trong khu vực từ Việt Nam, Đài Loan đến Nhật Bản sẽ cố gắng chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc thay vì bị khuất phục dưới đế giày của họ. Nói một cách đơn giản, Trung Quốc không thể trở thành một cường quốc toàn cầu thực sự nếu nước này vẫn bị bao vây bởi các đồng minh và đối tác an ninh của Mỹ, các căn cứ quân sự và các tiền đồn khác của một siêu cường thù địch. Chúng ta nhìn lại con đường mà Mỹ đã trở thành vị thế toàn cầu một chút để giải mã cách mà Trung Quốc sẽ áp dụng. Ngay từ những ngày đầu của nền Cộng Hòa, các quan chức Mỹ đã hiểu rằng Washington khó có thể đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề toàn cầu nếu như nước này không có tiềm lực kinh tế hùng mạnh và đạt được mức độ bất khả xâm phạm chiến lược ở Bắc Mỹ và Tây bán cầu rộng lớn hơn. Đây là logic chiến lược kết nối nhiều thành phần của một chiến dịch kéo dài hàng thập kỷ nhằm đánh đuổi các đối thủ châu Âu khỏi bán cầu. Từ học thuyết Monroe vào những năm 1820 cho đến việc phá vỡ quyền lực của Tây Ban Nha ở Caribe trong chiến tranh năm 1898, ý tưởng tương tự đã củng cố những nỗ lực đáng giá của một thế kỷ, một trong số đó mơ hồ về mặt đạo đức và thậm chí còn có vấn đề sâu sắc để ngăn người châu Âu tái lập chỗ đứng trong khu vực. Từ hệ quả Roosevelt năm 1904 đến cuộc chiến bán bí mật của chính quyền Reagan chống lại Sandinista Nicaragua, quốc gia liên kết với Cuba và Liên Xô vào những năm 1980. Một ủy ban lưỡng đảng đã nêu rõ trong chiến tranh lạnh rằng sức mạnh toàn cầu của Mỹ có mối liên hệ mật thiết với vị thế thống trị khu vực của nước này. Ủy ban cho biết, khả năng Hoa Kỳ duy trì sự cân bằng quyền lực ở mức chấp nhận được trên trường toàn cầu với chi phí có thể quản lý được, phụ thuộc vào an ninh vốn có của biên giới đất liền nước này. Nếu Mỹ phải bảo vệ chống lại các mối đe dọa an ninh gần biên giới của mình, thì nước này sẽ phải gánh chịu gánh nặng quốc phòng gia tăng vĩnh viễn và kết quả là phải giảm bớt các cam kết quan trọng ở những nơi khác trên thế giới. Chớ trêu thay, tất cả những vấn đề này đều được phản ánh ở nước Mỹ hiện nay. Và đây cũng là điều mà Trung Quốc mong mỏi. Khi Mỹ giảm bớt cam kết quan trọng của mình đối với các vấn đề toàn cầu, đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của Mỹ sẽ sụt giảm và Trung Quốc sẽ lập tức nhảy vào chỗ trống để thay thế Hoa Kỳ. Chắc chắn có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã thấm nhuần logic tương tự vì nhiều chính sách của nước này dường như được tính toán để thiết lập ưu thế thống trị khu vực. Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào hệ thống phòng không tiên tiến, tàu ngầm chạy êm, tên lửa chống hạm và các khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực khác cần thiết để mà giữ tàu và máy bay Mỹ tránh xa bờ biển của họ, để họ có thể tự do hơn trong việc đối phó với các vấn đề từ những người hàng xóm của mình. Bắc Kinh đã tập trung vào việc biến Biển Đông và Biển Hoa Đông thành những cái hồ của Trung Quốc vì nhiều lý do cơ bản tương tự với việc Hoa Kỳ đã rất quyết tâm đuổi các đối thủ của mình ra khỏi Caribe. Tương tự, Bắc Kinh đã sử dụng các hình thức kết hợp dụ dỗ, ép buộc và thao túng chính trị nhằm làm suy yếu mối quan hệ của Mỹ với các đối tác quân sự và đồng minh hiệp ước. Các quan chức Trung Quốc đã thúc đẩy ý tưởng châu Á dành cho người châu Á, một sự ám chỉ rằng khu vực nên giải quyết các vấn đề của mình mà không có sự can thiệp của Hoa Kỳ. Khi ông Tập và các cố vấn của mình công bố khái niệm mô hình mới về quan hệ nước lớn, đề xuất cốt lõi là Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể hòa hợp nếu mỗi nước ở lại bên phía Thái Bình Dương của mình. Nói cách khác, Trung Quốc muốn phân chia quyền lực với Hoa Kỳ. Cuối cùng, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã không giấu giếm sự thật rằng họ đang xây dựng khả năng triển khai sức mạnh quân sự cần thiết để khuất phục Đài Loan, một bước phát triển có thể đảo ngược cán cân quyền lực trong khu vực chỉ sau một đêm, và khi này, người ta sẽ hoài nghi hoàn toàn các cam kết của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Một số nhà phân tích tin rằng, một cuộc chiến tranh Mỹ-Trung ở eo biển Đài Loan ngày nay hoặc trong vòng vài năm tới về cơ bản sẽ là một tình huống bất ổn. Tất cả những chính sách này đều thể hiện sự bất an cơ bản về vị trí chiến lược ngày càng tương đồng của Mỹ với Trung Quốc. Nói thẳng ra, Bắc Kinh cố gắng bắt chước con đường trở thành cường quốc toàn cầu của Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ,
Trung Quốc nằm ở trung tâm của kẻ thù. Họ bị bao vây bởi những hàng xóm không dễ bị khuất phục như Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ hay ngay cả Đài Loan. Chính vì thế mà vấn đề Trung Quốc sẽ khó khuất phục được vùng ngoại vi của mình trở nên khó khăn hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chưa bao giờ phải đối mặt với một Nhật Bản, một cường quốc khu vực đáng kể liên minh với một cường quốc thậm chí còn lớn hơn ở bán cầu của mình. Và việc vượt ra chuỗi đảo đầu tiên có nghĩa là vượt ra ngoài Nhật Bản. Họ chưa bao giờ phải đối phó với số lượng đối thủ Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia và nhiều đối thủ khác. Trong khi tất cả những nước này đều đối đầu với Trung Quốc dọc theo các vùng ngoại vi lãnh thổ và hàng hải của nước này. Bởi vậy mới nói, nỗ lực thống trị khu vực của Trung Quốc bất chấp chiến tranh có thể gây tác dụng ngược. Đó là khiến chính hàng xóm của mình rơi vào tay Hoa Kỳ trong bàn cờ địa chính trị. Mặc dù cho đến nay, những nỗ lực dụ dỗ và ép buộc của Bắc Kinh đã phần nào thành công trong việc thay đổi định hướng địa chính trị của Philippines và Thái Lan, nhưng chúng đã phản tác dụng trong việc đối phó với Australia và Nhật Bản. Nói tóm lại, con đường trở thành nhà thống trị khu vực của Bắc Kinh không hề dễ dàng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc thay vì tập trung vào quyền bá chủ khu vực trước, họ lại chuyển sang xem xét quyền bá chủ toàn cầu trước? Trung Quốc lại tiếp cận mọi việc theo hướng ngược lại. Con đường này sẽ dẫn Trung Quốc vươn lên về phía Tây nhiều hơn là phía Đông, phục vụ cho việc xây dựng một trật tự kinh tế và an ninh mới do Trung Quốc lãnh đạo trên khắp lục địa Á-Âu và Ấn Độ Dương, đồng thời thiết lập vai trò trung tâm của họ trong các thể chế toàn cầu. Theo cách tiếp cận này, Bắc Kinh sẽ miễn cưỡng chấp nhận rằng nước này không thể thay thế Mỹ khỏi châu Á hay đẩy hải quân Mỹ ra ngoài chuỗi đảo đầu tiên của Tây Thái Bình Dương, ít nhất là trong tương lai gần. Thay vào đó, nó sẽ ngày càng chú trọng vào việc định hình các quy tắc kinh tế, tiêu chuẩn công nghệ và thể chế chính trị của thế giới theo hướng có lợi và hình ảnh của nó. Theo logic này, Trung Quốc có thể đơn giản tiếp tục quản lý sự cân bằng quân sự ở Tây Thái Bình Dương, tập trung vào khu vực ngoại vi gần kề và đặc biệt là các yêu sách lãnh thổ của mình, thông qua học thuyết chống tiếp cận, chống xâm nhập và từ từ thay đổi mối tương quan lực lượng theo hướng có lợi cho mình, trong khi vẫn theo đuổi sự thống trị toàn cầu thông qua các hình thức quyền lực khác. Điều này sẽ bắt đầu với tham vọng mở rộng của sáng kiến vành đai con đường Á-Âu và châu Phi. Xây dựng và cấp vốn cho cơ sở hạ tầng vật chất, đặt Trung Quốc vào vị trí trung tâm của mạng lưới liên kết thương mại và kinh tế trải rộng trên nhiều châu lục. Và thành phần kỹ thuật số của nỗ lực này, con đường tơ lụa kỹ thuật số thúc đẩy mục tiêu đã nêu của Trung Quốc tại Đại hội Đảng năm 2017 là trở thành một siêu cường mạng. Bằng cách triển khai các công nghệ nền tảng của Trung Quốc, thúc đẩy việc thiết lập tiêu chuẩn trong các cơ quan quốc tế và đảm bảo lợi ích lâu dài cho các công ty Trung Quốc. Kết hợp chính sách kinh tế đối ngoại tích cực với chính sách nội địa quy mô lớn do nhà nước chỉ đạo đầu tư và đổi mới, Trung Quốc có thể nổi lên như nước dẫn đầu về các công nghệ nền tảng từ trí tuệ nhân tạo đến điện toán lượng tử đến công nghệ sinh học. Khi Trung Quốc xây dựng sức mạnh kinh tế thông qua những nỗ lực này, nước này sẽ mài giũa khả năng biến sức mạnh đó thành ảnh hưởng địa chính trị. Cuối cùng, Trung Quốc có thể áp dụng một thang leo có hệ thống hơn để tạo ra những kết quả mong muốn. Và cũng giống như Hoa Kỳ đã xây dựng các thể chế then chốt thời hậu chiến theo hình ảnh chính trị của mình, cách thức này sẽ đưa Trung Quốc tới việc định hình lại các chuẩn mực chính trị trung tâm của trật tự quốc tế. Điều này đồng nghĩa, thể chế đỏ hay chủ nghĩa độc tài toàn trị Bắc Kinh đã lật đổ thể chế tự do. Đây sẽ là cơn ác mộng toàn cầu. Đến bây giờ, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đang lãnh đạo nước Mỹ vẫn còn mơ màng về chiến lược của Bắc Kinh. Dường như họ vẫn ôm một ảo tưởng về một Hoa Kỳ bất khả xâm phạm. Nhưng mà trên thực tế thì Trung Quốc đã luồn lách vào mọi mặt của xã hội, chính trị, kinh tế, thậm chí là cả quân sự của Mỹ. Chiến thuật phá hủy từ bên trong đang phát huy hiệu quả rõ rệt, khiến cho giới lãnh đạo Bắc Kinh mỉm cười mãn nguyện, còn Tổng thống của nước Mỹ đương nhiệm thì vẫn mải mê với những chính sách làm giàu cho gia đình của mình. Rất có thể khi ông ấy tỉnh giấc, Trung Quốc đã ăn mừng chiến thắng, còn ông Biden thì chẳng biết điều gì vừa xảy ra. Kính thưa quý vị, cuối tháng 1 vừa qua, hai tàu sân bay Mỹ là Covington và Theodore Roosevelt bất ngờ xuất hiện cùng lúc tại biển Philippines để tập trận cùng tàu sân bay Ronald Reagan. Rất hiếm khi có hai tàu sân bay thuộc hạm đội 7 cùng xuất hiện như vậy. Nửa tháng sau, quân đội Mỹ lại có động thái bất ngờ khác. Tàu sân bay Covington lặng lẽ đến vùng biển Hawaii và về nước sớm chỉ sau 4 tháng triển khai. Và trong video ngày hôm nay, thì Lê Minh sẽ cùng quý vị phân tích câu chuyện này. Trong năm bầu cử 2024, các tàu sân bay của Mỹ dường như được triển khai linh hoạt theo cách khó lường, giống như các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, và điều này đã khiến quân đội Trung Quốc rất khó nắm bắt. USS Covington rút ngắn thời gian triển khai.
Ngày 12 tháng 10 năm 2023, tàu Carvinson rời San Diego trên bờ biển phía tây nước Mỹ và chính thức bắt đầu đợt triển khai mới nhất. Đầu tháng 11, hạm đội tàu sân bay Carvinson và Ronald Reagan đã gặp nhau để tập trận ở vùng biển Philippines phía đông Đài Loan. Sau đó, tàu sân bay Ronald Reagan quay trở lại cảng Nhật Bản. Còn tàu sân bay Carvinson tiếp tục tuần tra ở Tây Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông, Hoàng Hải và biển Philippines. Trước và sau cuộc bầu cử Đài Loan ngày 13 tháng 1 năm 2024, Carvinson vẫn ở vùng biển phía đông Đài Loan. Trong khi đó, ngày 11 tháng 1, tàu USS Theodore Roosevelt được triển khai tới Tây Thái Bình Dương và tiến vào khu vực hạm đội 7 của Mỹ vào ngày 24 tháng 1. Ngày 31 tháng 1, tàu Theodore Roosevelt và hạm đội tàu Carvinson đã hội tụ và tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài nhiều ngày với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản trên biển Philippines. Sau đó, tàu Carvinson bắt đầu hành trình quay trở lại và tiến vào vùng biển Hawaii vào ngày 15 tháng 2. Carvinson dường như đã kết thúc sớm nhiệm vụ của mình ở Thái Bình Dương. Các tàu sân bay Mỹ thường triển khai nhiệm vụ trong khoảng 6 tháng, đôi khi thời gian được kéo dài khi cần thiết. Trong những năm gần đây, việc triển khai hầu như chưa bao giờ kết thúc sớm. Đầu tháng 3 năm 2020, tàu sân bay Roosevelt thăm Việt Nam 5 ngày, thủy thủ đoàn trên tàu bị phát hiện là nhiễm dịch, cuối tháng 4 buộc phải cập cảng Guam và cách ly. Điều này được coi là gián đoạn quá trình triển khai của tàu. Tuy nhiên, nó đã quay trở lại biển để thực hiện nhiệm vụ vào tháng 5 và không quay trở về sớm. Tàu sân bay Carvinson đã quay trở lại chỉ 4 tháng sau khi được triển khai. Đây là một điều đáng ngạc nhiên. Kết quả bầu cử ở Đài Loan đã khiến Trung Nam Hải thất vọng nặng nề. Lẽ ra quân đội Mỹ phải lường trước những rủi ro có thể xảy ra ở eo biển Đài Loan. Triều Tiên gần đây cũng đã tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa. Vì vậy, quân đội Mỹ bất ngờ tăng quân ở Tây Thái Bình Dương nhằm tăng sức răn đe. Sự can thiệp của chính quyền Trung Quốc vào cuộc bầu cử ở Đài Loan đã thất bại. Quân đội Bắc Kinh lại cũng không có bất kỳ hành động mạnh mẽ nào. Hơn nữa, cuộc thanh trừng quân đội trong nội bộ chính quyền Trung Quốc vẫn đang diễn ra. Hiện tại, Trung Quốc có lẽ lo lắng hơn về nội chiến và không dám mạo hiểm sử dụng quân đội ở bên ngoài. Mỹ thấy tình hình ổn định và có thể sắp xếp để tàu sân bay Carvinson quay trở lại. Có thể coi đây là đợt triển khai luân phiên trước. Vào khoảng thời gian tân Tổng thống Đài Loan tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 5, dự kiến là tàu sân bay Ronald Reagan sẽ rời cảng. Cùng với tàu Roosevelt, quân đội Mỹ có hai hạm đội tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương, vẫn có thể duy trì khả năng răn đe đáng kể. Ưu điểm luân chuyển của tàu sân bay quân sự Mỹ. Hiện nay, 7 quốc gia trên thế giới đã có tàu sân bay. Quân đội Mỹ có 11 hàng không mẫu hạm có trọng tải 100.000 tấn. Trong đó, các máy bay chiến đấu chủ yếu hoạt động trên tàu sân bay là FA-18EF Super Hornet và F-35C. Ngoài ra, còn có đầy đủ các loại máy bay cảnh báo sớm, máy bay chiến đấu điện tử và các loại trực thăng khác nhau, với tổng sức chứa là từ 85 đến 90 chiếc. Trong số 11 tàu sân bay, một chiếc thường được lên kế hoạch đại tu giữa kỳ, một nửa trong số 10 chiếc còn lại có thể được triển khai, một nửa được bảo trì hoặc ở chế độ chờ. Như vậy là có ít nhất 5 tàu sân bay có thể được triển khai quanh năm. Anh cũng có 2 tàu sân bay nặng 65.000 tấn, MS Queen Elizabeth và MS Prince of Wales. Với các máy bay chiến đấu hoạt động trên tàu sân bay chính là F-35B và nhiều loại trực thăng khác nhau, có thể chở tổng cộng 65 máy bay. Hai tàu sân bay này được triển khai luân phiên, trong đó một chiếc có thể triển khai quanh năm. Trong khi đó, Trung Quốc có 2 tàu sân bay là Liêu Ninh nặng 60.000 tấn và Sơn Đông khoảng 60-70.000 tấn. Máy bay chiến đấu chủ yếu hoạt động trên tàu sân bay là J-15 cùng nhiều loại trực thăng với tổng sức chứa 36-44 máy bay. Giữa Liêu Ninh và Sơn Đông không có sự sắp xếp thay thế lẫn nhau. Liêu Ninh thuộc về phía Bắc, Sơn Đông thuộc về phía Nam. Một khi bước vào thời gian bảo trì, sẽ có khoảng thời gian nằm chờ. Hiện tại, tàu Liêu Ninh lẽ ra chưa hoàn thành việc bảo trì và chuyển đổi. Đồng thời không có tàu sân bay nào ở chiến trường phía Bắc của Trung Quốc. Tàu Sơn Đông sẽ được triển khai trong thời gian ngắn vài lần vào năm 2023 và dự kiến sẽ sớm quay trở lại nhà máy. Trong khi đó, thì tàu Phúc Kiến vẫn chưa được bàn giao và sẽ được giao cho Bộ Tư lệnh Quân khu Miền Đông sau khi đưa vào sử dụng trong tương lai, cũng không có chiếc nào thay thế. Nga thì có tàu sân bay Kuznetsov cùng loại với tàu sân bay Liêu Ninh nặng khoảng 59.000 tấn. Các máy bay chiến đấu chính hoạt động trên tàu này ban đầu là Su-33, dự kiến sẽ được thay thế bằng MiG-29, Su-25 và các loại trực thăng. Tổng cộng thì nó có thể chở được 41 máy bay.
Tàu sân bay này đã vào xưởng đóng tàu để sửa chữa, cải tạo từ năm 2018 và vẫn chưa hẹn ngày quay trở lại Hà Nội. Còn Pháp thì có tàu sân bay có lượng giãn nước khoảng 42.500 tấn, sử dụng năng lực hạt nhân và máy phóng hơi nước. Tiêm kích chủ yếu trên tàu sân bay Pháp là Tornado, máy bay cảnh báo sớm E-2 của Mỹ và nhiều loại trực thăng khác nhau, có thể chở tổng cộng 37 máy bay. Tàu sân bay thứ hai của Pháp có kế hoạch khởi công xây dựng vào năm 2025. Thiết kế lò phản ứng hạt nhân mới đã hoàn thành và hệ thống máy phóng điện từ cũng như máy bay cảnh báo sớm của Mỹ cũng sẽ được Pháp mua. Ấn Độ hiện có hai tàu sân bay, chiếc đầu tiên được mua từ Nga. Đây là một tàu tuần dương được trang bị sàn nhảy kiểu trượt tuyết và có lượng giãn nước khoảng 45.000 tấn. Máy bay chiến đấu chính hoạt động trên tàu là MiG-29 cũng như nhiều loại khác nhau máy bay trực thăng, có thể chở tổng cộng 36 chiếc. Chiếc thứ hai là tàu Vikram được giao vào năm 2022. Và về mặt lý thuyết thì hai tàu sân bay có thể thay phiên nhau để hoạt động. Ý có hai tàu sân bay, chiếc đầu tiên là Cavour nặng khoảng 30.000 tấn. Máy bay chiến đấu chủ yếu hoạt động trên tàu sân bay này là F-35B và nhiều loại máy bay trực thăng, có thể chở tổng cộng 22 chiếc máy bay. Tàu sân bay hạng nhẹ thứ hai là Garibaldi nặng khoảng 14.000 tấn. Máy bay chiến đấu chính hoạt động trên tàu Garibaldi là AV-8B cùng nhiều loại trực thăng khác nhau và nó có thể chở tổng cộng 18 máy bay. Về mặt lý thuyết, hai tàu sân bay này có thể thay phiên nhau hoạt động. Vâng, như vậy là chúng ta thấy trong số 7 quốc gia thực sự có tàu sân bay thì Mỹ có thể triển khai ít nhất 5 chiếc quanh năm, Anh, Ấn Độ và Ý thì có thể triển khai mỗi chiếc 1 năm. Hai tàu sân bay của Trung Quốc không luân chuyển nhau được. Pháp chỉ có thể triển khai thường xuyên một tàu sân bay. Nga có một tàu sân bay nhưng phần lớn là đang nằm trong cảng bảo dưỡng. Ngược lại, chỉ có Mỹ mới có thể hình thành năng lực tác chiến tàu sân bay ở trên đại dương với quy mô lớn. 4 tàu sân bay Mỹ trực chiến ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trong năm 2024. Trước và sau cuộc bầu cử ở Đài Loan vào năm 2024, quân đội Mỹ đã chuẩn bị tốt để đối phó với Trung Quốc. Nguy cơ tiếp theo có thể xảy ra là trước và sau cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 năm nay. Mỹ cũng cần có biện pháp đối phó. Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến tàu sân bay quân sự Mỹ bất ngờ tăng cường triển khai và lại bất ngờ quay trở về nước sớm. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cần phải thể hiện sức mạnh của mình trước quân đội Trung Quốc. Tàu sân bay có thể cơ động bất cứ lúc nào. Nếu tình hình leo thang, nó có thể tăng cường triển khai ngay lập tức. Nếu tình hình ổn định, một số sĩ quan và binh sĩ Mỹ có thể kết thúc sẵn sàng chiến đấu cường độ cao và luân chuyển để sửa chữa. Một tàu sân bay khác của Mỹ là USS Lincoln đang trải qua quá trình huấn luyện và cấp chứng chỉ máy bay hoạt động trên tàu sân bay ở bờ biển phía tây nước Mỹ và có thể được triển khai bất cứ lúc nào. Tàu USS Nimitz hiện đang chờ để mà ngừng hoạt động theo kế hoạch vào năm 2025 khi mà tàu sân bay USS Kennedy mới đóng sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nếu tình hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên bất ổn, Mỹ cũng có thể giữ lại tàu Nimitz. Tàu sân bay Nimitz sẽ nâng tổng lượng số tàu sân bay đang hoạt động của Mỹ lên 12 chiếc, có thêm một tàu sân bay ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tàu Carl Vinson về nước sớm sau 4 tháng triển khai, chưa rõ sẽ bước vào chu kỳ bảo dưỡng trước, tiếp tục trực chiến hay là bất ngờ quay lại diễn tập cứu hộ khẩn cấp theo kịch bản tác chiến thực tế. Điều này khiến Trung Quốc một lần nữa chứng kiến khả năng của quân đội Hoa Kỳ. Khả năng này giải thích ý nghĩa thực sự của sự chuẩn bị cho chiến tranh. Theo điều kiện sẵn sàng chiến đấu hiện tại của quân đội Mỹ, các tàu Reagan, Roosevelt, Lincoln, Carl Vinson hay Nimitz có thể tập trung ở Tây Thái Bình Dương chỉ trong vòng 2 tuần và triển khai 4 hạm đội tàu sân bay cùng một lúc vào năm bầu cử, tiếp tục duy trì khả năng răn đe tối đa với Trung Quốc để Bắc Kinh không dám hành động tùy tiện vội vàng. Vào tháng 4 hoặc đầu tháng 5, tàu Ronald Reagan đồn trú tại Nhật Bản sẽ được điều động. Nếu cặp tàu sân bay Reagan và Roosevelt đủ sức ổn định tình hình ở Tây Thái Bình Dương, thì tàu sân bay Lincoln nên được triển khai vào mùa hè để thay thế cho Roosevelt. Nếu tình hình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đủ lạc quan, tàu Reagan cũng có thể tới Trung Đông tiếp quản tàu Eisenhower, sau đó hoàn thành vòng luân chuyển với tàu sân bay Washington ở bờ biển phía đông nước Mỹ. Theo kế hoạch, tàu Washington sẽ đóng quân tại Nhật Bản vào năm 2025 và bắt đầu triển khai thường trực ở Tây Thái Bình Dương trong 10 năm tới. Các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom thế hệ thứ 5 của quân đội Hoa Kỳ thỉnh thoảng được triển khai năng động ở Tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận đối đầu phương Bắc năm 2024, Cold North 24, đã bắt đầu. Các máy bay chiến đấu từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Pháp và Canada đang tập trung tại Guam và các căn cứ xung quanh. Vâng, thưa quý vị, có thể nói rằng là tàu sân bay quân sự của Mỹ dường như đã bắt đầu nhịp độ triển khai năng động của mình.
và những chuyển biến trong năm 2024 này sẽ rất là khó đoán. Ưu điểm của tàu sân bay hạng nhẹ quân đội Mỹ. Ngoài tàu sân bay thực sự, tàu tấn công đổ bộ của Mỹ cũng có thể trở thành tàu sân bay hạng nhẹ bất cứ lúc nào. Trong số các quốc gia khác, các đối tác hiện tại là hai tàu sân bay trực thăng lớp Izumo của Nhật Bản và tàu tấn công đổ bộ đa năng Juan Carlos của Tây Ban Nha. Mỹ có hai tàu tấn công đổ bộ lớp America, lượng giãn nước khoảng 4,5 tấn và 7 tàu tấn công đổ bộ lớp WAPS, lượng giãn nước khoảng 41.000 tấn, có thể chở tới 20 máy bay chiến đấu F-5B và trở thành các tàu sân bay hạng nhẹ. Trong số đó, US America đóng quân thường trực tại Nhật Bản. Nếu có chiến tranh, quân đội Mỹ có thể điều động thêm 2-3 tàu tấn công đổ bộ từ đất liền sang triển khai ở Tây Thái Bình Dương. Đến lúc đó, lực lượng không quân hàng hải của quân đội Hoa Kỳ có thể có từ 3 đến 4 phi đội máy bay chiến đấu F-35C, 6 đến 8 phi đội máy bay chiến đấu F-35B và 9 đến 12 phi đội FA-18 Super Hornet, tổng cộng khoảng 90 đến 120 chiếc. Tiêm kích thế hệ thứ tư là từ 108 đến 144 chiếc, khiến hạm đội Trung Quốc khó có được chỗ đứng ngoài chuỗi đảo thứ nhất và tiếp cận Đài Loan. Trước lợi thế của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do quân đội Mỹ triển khai trên biển, không quân Trung Quốc khó có thể bảo vệ trên không cho hải quân và không thể đối phó với việc triển khai thêm F-22 và F-35A, các máy bay ném bom của không quân Hoa Kỳ nữa. Hai tàu sân bay trực thăng lớp Izumo của Nhật Bản có lượng giãn nước khoảng 27.000 tấn đã hoàn tất việc sửa đổi và tiến hành các cuộc thử nghiệm cất hạ cánh của máy bay chiến đấu F-35B. Chiếc F-35B do Nhật Bản đặt hàng vẫn chưa được giao và hiện có thể được sử dụng làm bệ cất cánh dự phòng cho các tàu sân bay hạng nhẹ của quân đội Mỹ. Hải quân Trung Quốc có 3 tàu tấn công đổ bộ Type 075 đang hoạt động, lượng giãn nước khoảng 36.000 tấn. Tuy nhiên chưa có máy bay chiến đấu phù hợp để vận chuyển chúng, cũng như chưa có các loại trực thăng. Trực thăng từ Nga tạm thời khó xuất phát do chiến tranh Ukraine. Quân đội Mỹ bất ngờ điều thêm tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương, đồng thời bất ngờ cho phép tàu sân bay mới được triển khai chỉ 4 tháng trở về sớm. Điều này thể hiện khả năng cơ động của 11 tàu sân bay của quân đội nước này khi triển khai luân phiên, có thể đảm bảo khả năng cơ động và ứng phó với những hành vi nguy hiểm có thể xảy ra của Trung Quốc bất cứ lúc nào. Nếu phát hiện bất kỳ động thái bất thường nào của quân đội Trung Quốc, quân đội Mỹ sẽ triển khai nhanh hơn và nhanh chóng hình thành năng lực phản công quy mô lớn. Mỹ liên tục chiếm thế chủ động ở Biển Đỏ và liên tục tiêu diệt tên lửa chống hạm, máy bay không người lái và tàu nhỏ chuẩn bị xuất kích của tổ chức Houthi tại Yemen, làm suy yếu đáng kể khả năng tấn công của tổ chức Houthi. Quân đội Hoa Kỳ cũng có khả năng thực hiện các cuộc tấn công tự chống lại Trung Quốc, gây tổn thất lớn cho lực lượng tên lửa và không quân của Trung Quốc nhằm giảm thiểu mối đe dọa cho quân đội Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh. Quân đội Mỹ cũng có khả năng làm tê liệt hạm đội và lực lượng đổ bộ của Bắc Kinh tại cảng. Cuộc tổng tuyển cử ở Đài Loan đã kết thúc, nhưng cuộc bàn giao tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 5. Sẽ có cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ vào tháng 11 nữa. Và để ngăn chặn Trung Quốc gây rắc rối, quân đội Hoa Kỳ đang đẩy mạnh triển khai và thể hiện sức mạnh của mình để Bắc Kinh và lãnh đạo của họ không dám gây rối. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để liên tục tương tác với chúng tôi. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.